Xin chào mọi người. Đoạn video hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chè vàng. Chè vàng còn có tên gọi là chè cước man hay là cẩm vân hay dây vắng, là một loại cây bụi nhỏ mọc hoang. Theo nghiên cứu, trong thành phần của chè vàng có nhiều công dụng chữa bệnh, kháng viêm vô cùng hiệu quả. Đặc điểm của cây chè vàng có đường kính thân không quá 6 mm, thân cứng, từng đốt vươn dài hàng chục mét, phân nhánh nhiều, vỏ thân màu xanh lục. Chè vàng có 3 loại: vàng lá nhỏ hay còn gọi là vàng xẻ, loại này dùng tốt hơn cả. Hai là vàng lá to, hay là còn gọi là vàng trâu cũng được dùng, còn vàng núi không được dùng làm thuốc. Cây chè vàng rất dễ nhầm lẫn với cây lá ngón, đây là một loại cây rất độc, chính vì vậy mọi người cần phân biệt để tránh hái nhầm. Cây chè vàng có thể phân biệt với cây lá ngón nhờ vào đặc điểm lá, hoa và quả. Lá chè vàng có 3 gân dọc, trong đó hai gân bên uốn cong theo mép lá rõ rệt. Hoa chè vàng màu trắng với 10 cánh hoa, trong khi hoa lá ngón mọc thành chùm, phân nhánh nhiều và có màu vàng. Quả chè vàng hình cầu cỡ hạt ngô, chín màu đen, có một hạt rắn chắc, trong khi quả của cây lá ngón hình trụ, khi chín tự mở nhiều hạt hình thận, có diềm mỏng và phát tán theo gió. Và sau đây là những tác dụng của cây chè vàng. Một là tác dụng tốt cho phụ nữ sau sinh. Tác dụng đặc biệt của chè vàng đối với phụ nữ sau sinh cũng được kiểm nghiệm, nên dùng chè vàng ít nhất trong giai đoạn cho con bú để nhiều sữa, sữa mát, sữa đặc hơn và giúp tiêu mỡ, giảm cân tốt nhất hơn ở vòng bụng. Bởi vì nghiên cứu dược lý chứng minh lá chè vàng có chứa alkaloid, nhựa flavonoid có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, làm tăng nhanh tái tạo tổ chức, làm mau lành vết thương. Bộ phận dùng làm thuốc là cành lá tươi hoặc khô. Là thuốc bổ dùng tốt nhất cho phụ nữ hậu sản, chè vàng cũng có thể điều trị nhiễm khuẩn sau sinh, viêm hạch bạch huyết, viêm tử cung, viêm tuyến sữa, bế kinh, khí hư, thấp khớp, nhức xương. Khi dùng chè vàng rất lợi sữa, người chóng khỏe, các cơ bụng, cơ tử cung co lên nhanh chóng, ăn ngon miệng. Hai là tác dụng về cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, bệnh nhân tiểu đường. Chè vàng giúp làm giảm mỡ máu, giảm béo rất tốt, nên thích hợp cho những người có bệnh trên, đặc biệt đối với những người cao huyết áp. Và nhiều câu hỏi được đặt ra là chè vàng có hại cho sức khỏe không và cách uống như thế nào để hiệu quả tốt nhất. Hiện nay chè vàng là loại thực phẩm được khá nhiều bà mẹ sau sinh ưa chuộng và tin dùng, thậm chí được coi như là một thứ thần dược giúp sản phụ lợi sữa, giảm cân. Tuy nhiên thực tế không phải ai uống cũng có tác dụng. Có người chia sẻ đã từng bị mất sữa sau khi uống chè vàng quá nhiều và quá đặc. Thực hư về công dụng lợi sữa của chè vàng, theo tiến sĩ bác sĩ đông y Vũ Minh Hoàn, trưởng phòng đào tạo nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, hiện đã có nghiên cứu về công dụng của chè vàng trong chữa áp xe ngực và chống nhiễm khuẩn cho sản phụ. Bác sĩ cho biết thêm, phụ nữ sau sinh có thể thiếu sữa hay mắc các chứng như viêm tắc tia sữa, viêm tuyến vú, áp xe vú, trong y học cổ truyền gọi là nhũ ung, cần được điều trị bằng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, nợ sữa. Chè vàng là vị thuốc dân gian hay được dùng để đắp ngoài chữa viêm tuyến vú, uống trong nhằm thanh nhiệt, giải độc, nợ sữa. Nói về thông tin uống chè vàng giúp tăng lượng sữa cho sản phụ, nhiều bác sĩ đông y từng lý giải trong chè vàng có chứa chất glycosid đắng, có tác dụng kích thích sự ngon miệng, đông y gọi là kiện tỳ vị. Theo đông y, sữa chính là do tỳ vị sinh ra, nên tác dụng kiện tỳ vị của chè vàng cũng có phần làm tăng sự tạo sữa. Tuy nhiên nếu đắng quá thì quá trình tác dụng sẽ ngược lại. Và sau đây là cách sử dụng chè vàng và các cách lợi sữa khác. Dù là thảo dược nhưng nếu được dùng với liều cao kéo dài thì chè vàng cũng có thể gây tác dụng không tốt đến cơ thể, thậm chí có tác dụng ngược lại. Từng có sản phụ vì quá tích cực uống chè vàng sau sinh và uống quá đặc dẫn đến mất sữa. Liều lượng chè vàng hợp lý được các bác sĩ khuyên dùng là khoảng từ 2 đến 30 g lá khô sắc uống mỗi ngày. Theo lời khuyên của bác sĩ Vũ Minh Hoàn, phụ nữ sau sinh nếu có những biểu hiện như thiếu sữa, viêm tắc sữa, viêm tuyến vú thì cũng nên uống chè vàng để cải thiện. Nhưng nếu dùng phải đúng liều lượng và biết được nguồn gốc rõ ràng đảm bảo, bởi cây chè vàng có nhiều đặc điểm giống và dễ bị nhầm với cây lá ngón, một loại cây có lá rất độc, có thể gây chết người. Ngoài ra, để tăng cường sự tạo sữa ở sản phụ, các bà mẹ sau sinh cũng không thể bỏ qua những lưu ý về chế độ sinh hoạt, ăn uống phù hợp, như uống nhiều nước hơn bình thường để tăng cường sự tạo sữa. Chế độ dinh dưỡng cần tăng thêm nhiều đồ ăn giàu đạm, đầy đủ dưỡng chất. Cho trẻ bú thường xuyên đều đặn khoảng 2 đến 3 giờ một lần, mỗi lần trung bình từ 5 đến 10 phút. Để dùng chè vàng có hiệu quả cao, khi dùng chúng ta nên chọn loại vàng xẻ để có tác dụng tốt nhất. Và sau đây là cách nhận biết vàng xẻ và vàng trâu.
Hiện nay trên thị trường có 100% chè vàng được cung cấp ở dạng khô. Khi đã phơi khô sẽ khó phân biệt hơn khi cây còn tươi. Bởi vậy các bạn cần biết để phân biệt chè vàng xẻ và vàng trâu khi đã phơi khô. Về hình dáng, chè vàng xẻ có dây và lá nhỏ hơn vàng trâu. Màu sắc, khi phơi khô lá vàng xẻ xanh hơn, vàng trâu thường có màu nâu. Về mùi vị, mùi vàng xẻ phơi khô sẽ có một chút mùi thơm nhẹ, vàng trâu không có mùi thơm. Khi pha nước uống, nước vàng xẻ có màu xanh nhạt, nước vàng trâu có màu nâu, vị vàng xẻ đắng nhẹ, có chút mùi thơm và dễ uống. Vàng trâu vị khó uống, không thơm ngon bằng vàng xẻ. Và đây là hình ảnh chè vàng của cơ sở chúng tôi chỉ cung cấp vàng xẻ loại vàng tốt nhất, được thu hái an toàn và chế biến kỹ càng. Nếu bạn có nhu cầu cần sử dụng chè vàng, hãy liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn và đặt mua sản phẩm chè vàng tốt nhất, an toàn nhất. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn.